Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng trụ trì tịnh xá trung tâm, kính bạch quý đại đức tăng, kính thưa toàn thể phật tử, hôm nay trong cây buổi pháp như thường lệ thì sư cô cũng chia làm hai phần. Phần đầu thì giảng một cái thời pháp ngắn, thì sau đó thì chúng ta có cái phần pháp hỏi, thì quý vị có thể đặt câu hỏi. Thì hôm nay sư cô giảng một cái đề tài nó có cái tên là một điều ước. Mà chúng ta sinh ra trong cái cõi dục này á, thì cái cõi dục này, cái chữ dục là chăn đá, tiếng Pali là chăn đá, nó có nghĩa là muốn. Là sinh ra trong cái cõi dục thì chúng ta đều muốn. Chúng ta muốn cái gì? Chúng ta muốn nhiều thứ lắm, nhưng mà tự chung trong tất cả những điều chúng ta muốn đó, là chúng ta muốn được hưởng những cái gì mà chúng ta ao ước. Và người trong cõi dục thì thường thường đó, là ai cũng muốn họ dục cả. Tức là khi mà chúng ta muốn mà chúng ta được đáp ứng cái điều mong muốn, làm cho chúng ta hài lòng, thì chúng ta cảm thấy chúng ta vui, và chúng ta gọi đó là cái hạnh phúc. Thì gọi là mình thọ hưởng cái dục lạc trong thế gian này. Thì cái muốn này đó, để mà đạt được cái điều mình mong muốn, thì mình sẽ có hai cái cách. Cái cách thứ nhất đó, là do mình có phước, do mình có năng lực, do mình chịu khó, do mình là khéo léo, do mình thông minh, mà mình đi cái con đường chân chính, mà mình đạt được cái ước muốn của mình. Tức là khi mình muốn thì mình phải làm, phải thực hiện để cho cái điều mong muốn của mình đó nó được thành cái sự thật như là mình ước ao, như mình chờ đợi vậy. Thì mình đi con đường chân chính mình được, đúng không? Ví dụ như mình là cái người thế gian thì bao giờ mình cũng mong muốn là thứ nhất mình có sức khỏe, cái thứ hai đó là mình là thông minh, thứ ba mình thành công ở đời, rồi sau này mình cũng muốn mình có nhà cửa đàng hoàng, có gia đình hạnh phúc, con cái của mình nó thành đạt, rồi muốn có tài sản, mình muốn được mọi người thương yêu, mọi người quý trọng mình, vân vân. Thì tất cả những cái ước muốn tốt đẹp và chân chính đó, mà chúng ta đủ cái phước báo, chúng ta đủ cái năng lực, thì tất cả những cái mong muốn chúng ta trở thành cái hiện thực mà chúng ta thọ nhận được, thì ta nói đó là những người có phước. Còn có một cái cách thứ hai là chúng ta không có đủ cái phước như người ta, thì mình không có đi bằng cái con đường chân chính, mà đi bằng cái con đường đó là nó lệch lạc với hàng bên. Dùng bất cứ cái phương tiện gì, miễn là đạt được cái ước muốn của mình thôi. Thì chúng ta thấy trong xã hội đó, những cái người làm cái việc đó rất nhiều. Ví dụ như là báo người ta đăng đó là cái năm rồi ở cái huyện Đạo Quay đó, là những cái người chủ vườn khi người ta trồng sầu riêng như vậy đó, thì nó mất cả một cái huyện đó, không có nhà nào cũng mất hết. Nghĩa là nhà nào mà có sầu riêng tốt là mất hết. Rồi người ta ở những cái vùng khác ta trồng cà phê, thì tới cái mùa cà phê đó là người ta vào đốn luôn cả cành đem đi,
những người nuôi tôm, nuôi cá tới cái lúc mà người ta sắp mà vớt cái vuông cá nó lên để đi bán, vớt tôm đi bán thì có người đã vớt trước rồi. À, còn nhan nhản mà ở thành phố chúng ta ở đó thì cái xe chúng ta đi mà không có cẩn thận thì chúng ta không còn cái xe đó, cái túi xách của chúng ta không cẩn thận thì không còn nữa, nhà cửa mà không cẩn thận thì đồ đạc không có cánh nó mang đi. Thì chúng ta thấy đó là cái trường hợp của những người họ muốn nhưng mà họ không đi bằng con đường chân chính mà đi bằng cái con đường thiên lệch, cái con đường sái quấy, con đường tà bậy, thì hai con đường để chúng ta đi thì cái tâm chúng ta nó sẽ có khuynh hướng đi vào con đường chân chính, hay là do cái ước muốn này đi vào cái con đường tà quấy. Thì cái đó là cái mà chúng ta đây đó được sanh ra làm người, được có cái phước báo làm mình có biết phân biệt được cái phải cái quánh, cái đúng cái sai, cái tốt cái xấu, cái nào mà chúng ta làm để chúng ta giữ được cái nhân cách của mình, để giữ được cái lương tâm của một con người. Còn cái nào làm mà không giữ được nhân cách làm người, mà cái lương tâm nó không còn, mà trở thành là cái kẻ bất lương, thì hai con đường đó chúng ta thấy rõ. Riêng á, cái mà cái điều ước á thì nó không giống như cái muốn. Cái muốn á là mình phải thực hiện, phải làm, phải thực hiện. Một là con đường chân chính, hai là con đường sải quay. Còn riêng cái điều ước á, người ta nói là cầu được ước thấy. Thì cái khi mình ước có nghĩa là không cần phải làm gì hết. Giống như mình nói thế này, là mình cái này nói theo cái Phật pháp á, khi mình ước cái điều gì mà mình được cái điều đó thì có nghĩa là cái quả phước do cái nghiệp lành mình gieo trồng từ nhiều kiếp bây giờ đó, là khi mình cầu nguyện, khi mình mong ước thì tự nhiên những cái đó nó đáp ứng được cái điều mong ước của mình thì mình rất là hạnh phúc. Thì mình gọi đó là cái sự may mắn, sự may mắn bất ngờ. Nhưng mà thật sự nó không bất ngờ, bởi vì theo đạo Phật của chúng ta đó, tất cả những cái gì mà chúng ta làm tốt thì chúng ta được hưởng tốt, cái gì chúng ta làm sai thì chúng ta phải chịu cái hậu quả. Thì có một cái câu chuyện mà để cho chúng ta nghe về, chúng ta ngẫm nghĩ, bởi vì cái chuyện của cái người này nó cũng là cái chuyện của chính mình. Bởi vì chúng ta sinh ra là người, người mình có cái tâm tốt, người ta cũng có cái tâm tốt, mình có cái tâm mà nó đi nó lệch lạc thì người khác cũng có lệch lạc, người ta cũng có sai lầm. Thành ra mình nghe để mà mình nhìn cái đó, để mà ngẫm lại mình, để mình biết được cái gì, mình tránh được cái gì thì tốt cho đó. Có một cái câu chuyện giống như chuyện cổ tích vậy, mình nói thế này. Có một cái người tiểu phu đó, đi vào rừng đi đốn cây kiếm củi ở trong rừng. Thì khi cái người này đó mệt rồi thì mới nằm dưới gốc cây bên bờ suối để ngủ. Thì trong giấc ngủ vậy đó, mơ mơ màng màng mới thấy một cái ông thần cao lớn hiện ra. Thì ông thần này mới nói với cái người tiểu phu như thế này, là bây giờ ta cho ngươi một cái điều ước với một điều kiện. Thì cái người tiểu phu này vẻ mừng quá, mới nói là xin cho biết đó, là cái điều ước đó là điều gì, cái điều kiện đó là điều gì. Thì vị thần mới nói là cái điều ước đó là ta cho ngươi muốn ước cái gì thì ngươi sẽ được cái đó, và cái điều kiện của ta là khi ngươi ước cái gì được cái đó thì hãy nhớ rằng cái kẻ thù của ngươi sẽ được góp đồng. Thì cái người này mới suy nghĩ lạ lùng, hãy làm sao mà mình ước một á mà cái người mà
nó thù mình đó, hay là mình thù người ta đó, tức là cái trẻ mình không ưa, mình ghét thì nó để được phúc đó. Người này mới suy nghĩ nè, nếu bây giờ ông thần cũng cho mình cái điều ước mà mình ước cái nhà mình nó đẹp hơn, thì cái nhà của cái người mà mấy năm nay mà giữa mình với cái người hàng xóm này nó có cái chuyện xích mích, nó có cái chuyện mà coi như xung đột lẫn nhau mà mình không có ưa cái nhà đó, lớn nhỏ trong nhà không ưa. Bây giờ tự nhiên nó mình ước có cái nhà đẹp, cái nhà kế bên đó nó đẹp gấp đôi cái nhà này, sao mà chịu đựng nổi. Rồi bây giờ nếu mình ước thì sao đó, là cho cái trong cái nhà mình nó vàng bạc nó vô nhiều là nhiều chẳng hạn gì, nếu mà vô nhiều thì được rồi, tốt rồi. Nhưng giờ cái nhà hàng xóm vô gấp đông đi mới được cái chuyện khó chịu hết sức. Cho nên cái người này đó cứ ngồi đó mà cứ ước cái gì mà tốt đẹp cho mình đó thì người ta là được gấp đôi, mà nhất là cái người kế bên nhà mình đây mình không có hạm chút nào nó lại được gấp đôi, cho nên người này khó chịu vô cùng. Thì cuối cùng đó người này mới suy đi nghĩ lại, ngẫm tới ngẫm lui, và cuối cùng cái người này mới nghĩ rằng mình có một cái điều ước rất là thâm thúy và rất là sâu sắc, cho nên lặng lẽ ước một mình. Và khi cái điều ước nó thành tựu đó, thì cái người này mới đi qua đi lại cái nhà hàng xóm đó, thấy không có gì hết. Bởi vì cái người này mới ước nè, ước là sao cho mình chột bớt con mắt để cho cái nhà hàng xóm đó, nó đuôi luôn. Ra là cái khi mà cái người này ước đó, là mình chột con mắt để cho cái hàng xóm đó, nó đuôi luôn. Thì khi mình chột hết con mắt rồi thì đi qua đi lại thấy cái mấy cái nhà hàng xóm đó, từ người lớn cho tới người nhỏ hai con mắt ta sáng trưng, không có cái chuyện gì hết. Thì cái người này mới buồn bực quá, nó nói là như vậy rồi cái ông thần này không nói đúng sự thật, bởi vì nói là mình ước mà được một thì cái người này nó phải hai, bây giờ mình ước mất con mắt, bây giờ cái người này nó phải mất hai con mắt mà rốt cuộc không có mất gì hết, tại sao lại vậy? Nhưng mà ông thần nhắc lại nói là cái điều ước phải cho ngươi là được, thì ngươi được một thì cái kẻ thù ngươi được hai, còn này ngươi ước bị chứ ngươi đâu có ước được, ngươi ước là bị đuôi cho một con mắt để cho cái người hàng xóm nó bị đuôi hai con mắt, thì ta đâu có cho bị bao giờ, tôi có được mà. À, tức là ông thần này đó cho cái người này đó ước cái điều lành, thì khi cái điều lành mình được đó, thì cái người mà mình thù địch đó là được gấp đôi. Tại sao ông thần cũng lạ lùng vậy? Vì chúng ta hiểu rằng là tu thần, nhất là thiện thần đó, thì bao giờ cũng làm cái điều lành, và muốn cho tất cả chúng ta đây nè sống trong cái sự hòa thuận, cái sự hòa hợp lẫn nhau, và tùy hỷ với cái sự thành công lẫn nhau. Cho nên vị này muốn như vậy để gì? Để cho tâm, cái tâm của người này đó đừng có thù hận, xóa bỏ hết cái thù hận đi để mà thương yêu được đinh sống đi nè. Nhưng người này không hiểu, do cái lòng thù hận của mình đó, nó làm cho mình bị giống như bị chê thích. Mình mới thấy được người Việt Nam mình nói thế này, ngon mất ngon, giận mất khôn. Tại sao ngon mất ngon mà giận mất khôn? Bởi vì khi nó nói về mặt cơ thể vật chất của mình và cái mặt của vấn đề tâm linh, khi mình ăn ngon quá thì cái cơ thể mình nó không tiếp nhận được thôi, thì nó trở nên nó nặng nề, nó uể oải, nó chậm chạp, nó trì trệ, thì cái đó là cái dấu hiệu của cái suy nó khởi lên, nó có trì trệ, nó làm cho đường hiến, bụng căng thì mắt trùng, ăn ngon quá thì nó hiếp con mắt lại, nó không còn sáng suốt nữa, trong đó nó có cái suy giận mất hơn, là cái tâm sân của mình nó khởi lên đó. Thì đồng thời đó là cái suy nó cũng khởi lên, bởi vì nó có nhân, còn cái sân nó có cái nhân sân và nó có cái nhân suy, hai cái đó nó khởi lên cùng một lúc, cho nên là mình bị chết mà. Vì vậy chúng ta thấy cái người này do cái việc mà mình không có vui vẻ với người khác,
mình ghét người ta, mình thù người ta. Và khi mình cái tâm mà nó xấu á, và cái tâm mà sân hận á, thù hận nó khởi lên trong tâm của chúng ta, thì cái cách thức của nó mà nó quậy trong tâm của mình á, chúng ta hiểu đi chi, để mình không có nói rằng là mình thù ai, mình ghét ai, mình giận ai, mình thương ai, không có đâu. Mà mình hiểu được cái tâm, thì cái tâm mà thù địch, cái tâm sân hận á, nó khởi lên bất cứ ai thì nó đều sử dụng cái người đó để thể hiện cái bản chất sân của mình. Thì cái bản chất của cái tâm thù địch sân hận á, nó làm cho cái người này đó nóng nảy, bức xúc. Cái người này đó luôn luôn đó là ưa gây rối, ưa gây sự, ưa làm cho tổn thương, ưa làm cho cái mọi cái việc đó trở nên rối rắm, ưa làm cho người ta bị tổn hại, bị bại hoại và kể cả bị nghĩ vậy. Cái bản chất của cái tâm đó khi nó xuất hiện nơi bất cứ một cái người nào, và trẻ bé lớn nam nữ gì, nó xuất hiện ở người nào thì cái bản chất nó là như vậy. Nó xuất hiện trong con chó, con mèo, bất cứ một cái con vật nào, mà khi nó xuất hiện thì cái bản chất của nó cũng y vậy, nó cũng y như vậy. Bây giờ mà chúng ta đi thì chúng ta con thấy cái con rắn nó nằm dưới cái lớp lá chẳng hạn, chúng ta đạp xuống cái mà nó đau quá, nó nổi sân lên, nó cắn liền, nó cắn là chết. Thành ra cái bản chất của cái tâm nó, khi nó khởi lên trong tâm của ai, nó đều mang cái tính chất đó. Khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta đừng có để cho nó quậy trong cái tâm mình đó, nó che ngờ mình nhiều quá, để mình làm những cái chuyện tổn hại cho mình. Ví dụ thấy người Việt Nam mình, Việt Nam mình nói ngậm máu phun người mà vô miệng mình. À, mình hại người ta đó, chưa chắc người ta đã chết hay là bị tổn thương, nhưng mà mình bị tổn thương trước. Như cái người này muốn cho cái người hàng xóm mình mù, người ta có mù mà bây giờ mình chột lên con mắt. Cho nên là trong cái kinh pháp cú mà số những cái cô con đó là thuộc về cái số mấy, kinh pháp cú số 42 có nói thế này: oan gia hại oan gia, kẻ thù hại kẻ thù, không bằng tâm hướng tà hại chính bản thân ta. Vì thế cái người mà mình thù địch á, họ có thể hại mình có thể hại họ. Quán thù thì người ta hại mình nha, nhưng mà nó không bằng cái tâm mình đi sai vậy. Tại sao vậy? Người ta hại mình, người ta có thể làm nhục mình, người ta có thể tước tài sản của mình, người ta có thể tước cái địa vị của mình, người ta có thể là đánh đập cho mình, thương tổn, thậm chí người ta có thể giết mình cho. Thì cái thương tổn đó là lớn lắm, hoặc người ta làm cho gia đình mình tan nát hết, thì cái đó là cái thương tổn rất lớn. Nhưng mà Đức Phật nói chưa lớn nào cái tâm sai lệch được. Bởi vì khi mà oan gia hại oan gia, kẻ thù hại kẻ thù, thì nó hại chỉ có một kiếp. Còn cái tâm mà nó sai lệch của mình á, là nó dẫn dắt mình đi không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên là khi mà mình thấy, mình hiểu rằng là tất cả những cái trạng thái tâm, mà đặc biệt là cái tâm thù hận, cái tâm hay sân, cái tâm mà tìm trách người này, tìm trách người đó, tất cả những cái điều đó nó đều là những cái điều không tốt, những cái điều có hại cho mình. Mà mình không sớm uống nắng nó lại, không có sớm mà chế phục, mà điều ngự đó, thì nó sẽ dẫn mình đi vào cái con đường tối tâm đa khổ. Cho nên cũng chính trong pháp cú nó nói rằng là cái cỏ dại á, thì nó làm hại cái vườn cây kia, thì cái tâm sân nó làm cho hại cái cuộc đời của mình.
mình nhận ra cái điều này, khi mà nó nổi lên đó, thì chúng ta làm cho nó giảm bớt, làm cho nó suy yếu bớt, và dần dần đó thì mình có thể bình tĩnh hơn, mình có thể tự chủ hơn. Và khi mà chúng ta đào được như vậy đó, thì loài người, chư thiên và kể cả chư Phật cũng tán thán một cái người mà có thể là con người này chủ động kiềm chế được tâm sân của mình. Ví dụ như chúng ta thấy ý trong cái kinh Pháp Cú, ai ngăn được phẫn nộ như kềm được xe đâm lăn, người đó chính là xà ít giỏi, trẻ khác cầm cương thần. Tức là Đức Phật nói vậy, cái cơn giận của mình nó bùng phát lên, cũng như là cái xe mà nó lao với một cái giận tốc rất là nhanh, như những cái con người điên cuồng mà kéo một cái xe nó lao rất là nhanh, thì cái người đánh xe giỏi á là cái người kềm lại được, kìm lại được những cái con ngựa chúng đó, để cho nó từ từ nó thắng lại, nó không có lòn lộn ra. Thì Đức Phật khen đó là cái người xả ít giỏi, tức là cái người đánh xe giỏi. Còn nếu mà chúng ta không điều phục được nó, thì Đức Phật nói những cái kẻ đó chỉ cầm cái cương cho hờn thôi, chứ không có điều phục được cái con ngựa chúng, là cái con sân trong cái thân này, do nó có một cái tích truyện như thế này. Có một cái mùa an cư đó, thì Đức Phật mới cho phép trong cái tăng đoàn đó, lớn nhỏ gì đó, thì Đức Phật đều cho phép để có cái điêu cốc mà tu riêng. Thì khi đó dân ở trong làng đó, người ta nghe như vậy, họ mới đến và cất điêu cốc. Thì người ta mới giúp cho những cái vị mà lớn tuổi đó thì có điều khó trước, còn những cái người trẻ thì ta từ từ ta làm sao. Thì những cái vị tâm trẻ mới nói với nhau thế này: nếu mình ngồi mình chờ thì biết chừng nào xong. Các cái vị trưởng lão tôn túc thì được thưởng cái đó là đúng rồi, hoặc là những người ta lớn tuổi thì có thể làm được, thì ta chờ cho những cái người Phật tử người ta cất lưu cốc đi cúng dường, còn mình còn khỏe khỏe thì mình cũng có thể làm được, tại sao không làm. Thì những vị đó mới là tự mình đi vào trong rừng đó, chọn những cái cây vừa ý của mình để cất một cái gốc nhỏ để mình tu thôi. Thì có một cái vị tăng đó chọn được cái cây vừa ý, thì vị này mới chặt một nhát xuống, thì dạ xoa ở trên cây mới nói rằng: ông Sa Môn ơi, ông đừng có đốn cái cây này, tại vì con của tôi còn nhỏ lắm, tôi không thể di dời đi chỗ khác được. Thì cái vị tăng này mới nói thế này: ta đi từ sáng tới bây giờ mới chọn được cái cây này, thì nhà ngươi có thể đi tới chỗ khác mà ở được, nhường cái cây này cho ta. Thì nói xong á, vừa nói thì vị này vừa cầm cái dao để đốn xuống. Thì cái khi đó dạ xoa đó mới nghĩ rằng là cái vị tăng này đó không có nhìn thấy cái đứa con nít là con của dạ xoa, chứ nếu mà thấy thì chắc là không có đuổi dạ xoa đi khỏi cái chỗ ở của mình. Cho nên dạ xoa nghe cái vị tăng đó trả lời, thì dạ xoa nói rằng là: ông Sa Môn ơi, con của tôi còn nhỏ lắm nè. Nói rồi mới chìa cái đứa nhỏ thôi. Thì cái lúc mà vị tăng nó vừa nói xong thì cũng là xả cái dao xuống đốn. Thì hai người nó diễn ra đồng một phút như thế, cho nên là cái đứa nhỏ nó bị đứt tiền cái cánh tay. Thì dạ xoa đau đớn rồi, bởi vì con của mình bị đứt một cánh tay, khóc nó là mẹ thì đau đớn lắm. Thì dạ xoa mới gầm lên, dạ xoa nói là: với cái quy luật của ta, ta có thể đòi nát cổ của vị ta này trong tích tắc mà thôi. Nhưng dạ xoa nghĩ thế này: nếu hôm nay đó mẹ cổ của vị tăng này đó, thì ở trong cái khu rừng này đó rất nhiều cái dạ xoa khác cũng sẽ mẹ cổ những người đến đến đây. Ta không nên làm như vậy, bởi vì ta làm như vậy thì ta sẽ đọa. Hơn nữa đó là cái vị tăng này là có thầy, thầy đó là Đức Thế Tôn. Bây giờ ta
con không có thể làm cái điều đó. Con hãy mong con là dùng cái lực của mình á, dùng cái siêu lực của mình á, để mà bay tới tỉnh xá đọc cái Đức Thế Tôn chuyện này. Thì già so mới bỏ cái đứa con bị thương tích của mình á, bay đến cái tỉnh xá của Đức Bổn Sư. Và đỡ đơ nó khó quỳ lại Đức Bổn Sư mới nói hết cái sự việc. Để Đức Phật mới đọc cái bài kệ này. Sau khi Đức Phật an ủi theo tạm giả xoa, thì Đức Phật mới nói là cái bài kệ này là ai ngăn được phẫn nộ như kềm được xe đâm lăn, ta gọi là xà ít giỏi kẻ khác cầm cương hoàng. Thì Đức Phật khen cái người mà có thể kiềm chế được cái phẫn nộ của mình. Cho nên về sau thì dạ xoa này được Đức Phật từ đó thì cho một cái cây ở gần thiên phòng của Đức Phật. Ở đó có người đó là cúng dường vật thực hàng ngày để mà sanh sống, để phước báo dạ xoa lại vậy. Và trong cái chuyện về thiên quân sự nó cũng có một cái chuyện mà nói về cái việc là khi mà mình kiềm chế được những cái sự bức xúc lên mình đó, để cho nó dịu xuống được, dịu xuống được, nó đi đúng được, thì cái phước báo nó ra đây. Một trong những cái mà mình nói thế này là cái khi mà mình thân hoại mạng chung mình chết đó, thì mình sẽ đi về đâu? Thì trong kinh nó nói rằng là cái có hai cái cánh cửa mở ra. Cái cửa thứ nhất là địa ngục, cái cửa thứ hai là súc sanh. Nó mở ra cho những người mà trong năm giới của mình đó phạm giới thì nó đi vào con đường địa ngục và súc sanh. Và nó có một cái con đường nữa, hai con đường nữa, là nó mở ra con đường là tái sanh và cõi chư thiên, và một cái là tái sanh làm người. Thì cái con đường đó là dành cho những người giữ giới, hành giới, mà trong cái hành giới đó là có cái là dành trí ngữ điệu những tâm mà sân thành quân. Thì trong chuyện về thiên cung nó có một cái chuyện là khi ngài một kiền liên đi lên trên trời đó, thì mới thấy có một cái là giống như một cái cung điện nhỏ của một cái thiên nữ nhỏ. Thì ngài đã hỏi này thiên nữ, có biết vì sao mà mình được tái sanh lên cái cõi trời này không? Thì vị thiên nữ nhỏ mới hay nói là bạch ngài, con không có biết. Con nói là vốn sanh ra nó là con thiếu phước dữ lắm, cái gia đình của con nghèo lắm á, cha mẹ con nuôi con không nổi, thành ra 7 tuổi là con không đi ở đợi rồi. Mà khi con đến ở đợi nhà chủ đó thì sai biểu dữ quá, cho nên là con mệt lắm. Và con nói là có hai cái tật xấu mà khó bỏ. Cái thứ nhất là con thèm ngủ, con đụng đâu là ngủ đó, đụng đâu là ngủ đó. Cái thứ hai nữa là con thèm ăn lắm. Thành ra khi ở trong cái nhà đó mà con lưỡi được cái góc nào mà con ngủ là con chung con tốn con ngủ nè. Mà hễ ăn dụng con bóc được chỗ nào là con ăn dụng con bóc. Thì khi mà chủ nhà lôi con ra được, thấy con ngủ đó, lôi ra được đó, thì người ta la này con dữ lắm. Rồi thấy con ăn dụng cũng vậy, cũng la rầy con dữ lắm. Nhưng mà con biết con sai cho nên là con không có nói gì hết á, con nín thinh à. Nhưng mà con nói là, con nói trong bụng con á, ông chủ bà chủ tuy có dạy con nhưng mà không có đuổi con về nhà. Thì như vậy con cũng vẫn có chỗ ăn chỗ ở, cho nên con cảm ơn ông chủ bà chủ. Rồi đến khi con lớn lên một chút xíu nữa á, thì con thấy con cũng y chang vậy mà. Tại vì con ăn không có đủ no, cho nên là con cũng ăn bóp ăn dụng trọ vậy. Mà bây giờ cái chuyện con lớn rồi thì con cũng mắc cỡ lắm,
Rồi có khi là ông chủ bà chủ giận quá cũng đánh con, mà tại vì ở lâu như vậy mà lớn rồi cũng vẫn thương vậy. Rồi con rồi cũng bây giờ lớn rồi cũng khôn lắm, rồi cũng tìm cách mà lắm nặng tìm nhẹ, rồi cũng trốn chỗ ngủ vậy thôi à. Con khó sửa đổi lắm. Thì ông chủ bà chủ đó nói nặng lắm á, có khi cũng đánh đập con nữa. Nhưng mà con cũng nín thân hà, với lại con nói về ông chủ bà chủ dần sau cũng tốt, con có đuổi con ra khỏi nhà đi đánh vậy chứ không có phải đập cho chết đâu, giận quá mà đánh vui. Mà con biết rõ ràng con cũng sai, con làm như vậy là con không đúng rồi, cho nên là có chửi con thì con cũng nín thân, mà có đánh con cũng nín thân, con không có giận gì hết, mà con lôi con là cảm ơn ông chủ bà chủ đó, có đuổi con ra khỏi nhà, tôi biết con chết cũng cho con có không ăn chuyện làm để con sống. Rồi thôi, con cứ ở đợi trong cái nhà của cái phú họ đó cho tới hồi con chết rồi. Rồi con chết thì con mở mắt ra thì con thấy con có một cái cung điện nhỏ như thế này. Rồi con thần thiên nữ là con không biết tại sao hết. Thì ngài đã nói rằng là con không biết, thì để ta nói cho con biết. Là bởi vì khi mình bị người ta nhục mạ, khi bị người ta đánh đập, khi bị người ta nói nặng á, thì thường mình hay nổi nóng, mình hay nổi nóng lên, rồi mình giận người ta, mình thù người ta, mình ghét người ta. Nhưng con suốt một đời thì cái sai của con không có sửa được, không có sửa được nhiều, có sửa chút chút thôi, không có sửa được nhiều. Nhưng con vô thấy rõ cái lỗi của mình. Mà con cũng thấy rõ là cái chuyện người ta đối xử với con vậy là do con có lỗi, do con sai. Và con cũng thấy rõ là người ta có cái chỗ tốt với mình, cho nên là con cảm ơn người ta. Bởi vì tâm con không sai. Chính vì vậy đó, là đây là một trong những cái thứ tốt mà con được sáng sanh và được trở thành, con trở thành một thiên nữ với cái cung điện nhỏ của mình để được phước nhỏ mà không biết nữa. Vì thấy như không phải là mình phải làm cái gì to tát lắm mình mới được lên cõi trời. Vì thật ra cái cô này thì mình nói năm giới thì cũng đâu có phạm cái gì, tự nhiên phạm một chút xíu đó thôi. Mà trong kinh cũng có nói thế này, cái khi mà cái một cái người phạm vào trong cái điều mà lỗi như thế đó, thì nói là cái người tấm như giận thôi, hay kiếm chuyện, thì gây hấn, hay thù địch người này người nọ, hay để tâm trả thù trả oán, gây khổ chút sầu đó, thì những người đó thường bị 10 cái điều khổ trong hiện kiếp. Thứ nhất đó, là những người có tấm sân hận này đó, là bị cái khổ nó đè nặng trong cái thân tâm của mình. Cái thứ hai đó, là cái người này sẽ bị hao tổn về cái của cải, cái tài sản của mình. Và cái thứ ba là nó bị thương hại về thân thể. Cái thứ tư là mang bệnh, có khi bệnh nặng. Cái thứ năm có khi bị điên cuồng. Cái thứ sáu là có khi bị lực pháp quốc gia trừng trị. Cái thứ bảy là bị thị phi, có khi bị thị phi rất là nặng nề. Cái thứ tám là luôn bị chia lìa xa cách với quyến thuộc của mình. Cái thứ chín là bị suy sụp. Và cái thứ mười là có khi đó là bị lửa làm cho cháy cái nhà của mình. Thì chúng ta trở lại cái người tiều phù đó, chúng ta thấy đó là khi mà cái người này đó ước cho mình đó bị đuôi với con mắt với mục đích là để cho cái người mà ghét đó nó đuôi luôn cho họ, thấy không? Ước cái điều xấu cho mình để chi? Để người khác bị xỏ. Thì chính vì vậy đó mà người này đó là nó bị phạm như thế này. Thì chúng ta thấy trước tiên đó là chúng ta thấy cái người này này, khi mà hại người ta không được, nhưng mà thứ nhất là trong cái điều ước mà trong cái trong 10 cái khổ của cái người này đó, như hãy sư cô ghi qua cho quý vị thấy đó. Thì cái điều thứ ba là hư hại thân thể, thì chúng ta thấy người này bị đưa thành một con mặt là hư hại thân thể là rõ ràng diễn ra rồi. Cái thứ hai đó là người này đó là bị cái khổ nó đè nặng trong tâm tức lắm, tại vì đó
mình đã hy sinh hết một con mắt của mình để cho cái người đó vui luôn, không được, cho nên vừa buồn mất con mắt mà vừa khổ là tại vì không hại được người ta. Mà còn cấp cho ông thần là tại sao nói mà không giữ lời, cho nên trong cái tâm nó bị dằn vặt, nó bị cái khổ đè nặng xuống. Và cái thứ bảy của cái người này đó là bị thị phi. Quý vị thử tưởng tượng cái người vợ của ông ta, mà khi ông biết ông ta mà ước bại vậy đó, thì quý vị hiểu bà vợ này bà sẽ nói cái gì, tất cả những người trong nhà sẽ nói cái gì, hàng xóm sẽ nói cái gì khi cái người này là làm cái điều ước sai trái như vậy, thì chúng ta thấy rõ ràng là bị thị phi. Và trong cái điều thứ chín là cái người này bị suy sụp. Thì trong 10 cái điều mà khi cái những cái pháp mà nó thuộc về những cái pháp thì nó phát sinh trong tâm, nó hoàn thành trong tâm của mình, mà mình không có cố gắng để mình điều phục nó đó, thì có 10 cái khổ trong cái điều kiện. Thì chúng ta thấy cái người suy lầm này đó đã tạo nên một cái khổ cho chính mình rồi. Như vậy nếu mà bây giờ mình hỏi, nếu mà chúng ta có được cái điều ước thì chúng ta ước gì đây? Trong cái bài kinh Pháp Cú 183 ông nói như thế này: không làm các điều ác, thành tựu các thuận lòng, giữ tâm ý trong sạch, chính là chư Phật dạy. Như vậy nếu mà chúng ta được ước đó, thì chúng ta ước có trí tuệ sáng suốt để mà mình hành các thuận lòng. Nhưng chúng ta ước có trí tuệ sáng suốt để mà chúng ta không làm điều ác. Mình sáng suốt thì không làm điều ác chứ, đúng không? Có trí tuệ sáng suốt thì không làm điều ác. Có trí tuệ sáng suốt để mà làm các điều lành. Và có trí tuệ sáng suốt để mà chúng ta hành trì hai cái pháp này đó, cho đến khi chúng ta thành tựu được các hạnh lành. Thì khi mà chúng ta thành tựu được các hạnh lành thì đó là cái hạnh phúc tối thượng trong cái đời sống mà chúng ta có được. Còn khi nào mà tâm tâm của chúng ta thể nó không đi cái con đường ngay thẳng nó là xíu bên này, thì nó cũng đều đưa chúng ta đến đau khổ. Mà nó lệch chút xíu bên này nó cũng đưa đến đau khổ. Nó lệch về phía trước cũng đau khổ, mà nó lệch về phía sau cũng đau khổ. Nó gọi là con đường tà. Tà tức là nó nghiêng lệch một bên, nó không đi con đường chánh. Con đường chánh là con đường trung thực, con đường chính trị, con đường tốt, con đường lành. Nó nghiêng qua không được, nghiêng lại cũng được, nhích tới cũng được, nhích làm sao cũng không được. Mà ông trời cũng sanh ra lạ, lạ. Quý vị về quý vị thí nghiệm thì quý vị thấy nó lạ. Mà như chúng ta biết đó, cái là mình đó, cái xương sống của mình nó quan trọng. Hồi nhỏ mình đi học, thầy cô giáo bao giờ cũng kêu mình ta là ngồi cứ giữ xương sống cho nó hả. Bây giờ mình lớn rồi, mình đi tu thiền đó, thì cái vị mà dạy thiền cho mình đó cũng bị giữ xương sống cho nó hả. Bởi vì cái xương sống mà mình ngồi thẳng á thì máu huyết kinh mạch nó lưu thông dễ dàng, thì cái đầu của mình nó sẽ linh mẫn, cơ thể của mình khỏe mạnh, cái đầu của mình linh mẫn. Và cái nó đi như vậy là nó đi luôn cả cái cột sống cổ luôn. Thì con người ta mà cho tới già giữ được cái xương sống nó thẳng thì ít có đau bệnh. Còn phần lớn là do chúng ta đó, lúc mà chúng ta làm việc đó, chúng ta có hơi nghiêng về bên nào nhiều quá thì nó sẽ sai lệch cái cột sống. Ví dụ như mình đeo cái túi xách, mình đeo bên đây hoài, hoặc mình xách đồ, mình có thói quen xách cái tay mặt nhiều quá, mình đang lâu về sau mấy chục năm sau thì cái cổ mình nó có lệch, cái xương sống mình có lệch chứ, thì nó đi vào cái lệch đó, nó đi vào cái bệnh. Thì mình về mình làm một cái thí nghiệm, ở đây là sư cô cũng học lớn mà, chứ là thấy người ta làm cái thí nghiệm là thấy hay lắm, mà nó đúng về mặt thể chất lẫn tâm linh. Ví dụ như bây giờ mình hai người mình
để cái tay về thì cái người này nó cố gắng đè xuống coi là mình giữ được cái thẳng hay không, hay là mình bị sụt xuống. Nếu mà mình giữ được cái thẳng cứng gì đó, mình đứng thẳng mà giữ thẳng vậy, mà bây giờ đó mình ngửa cái cổ ra làm sao vậy, là hai cái tay mình yếu rồi. Mà nếu mình cúi về phía trước đó thì mình cũng yếu rồi, mà mình ngã về bên đây đó cũng yếu luôn, ngã bên đây cũng yếu rồi. Trong khi mình giữ thẳng vậy đó thì rất mạnh, đúng không? Thử đi cái gì về thử nghiệm rất mạnh, mà mình lật qua một bên người ta thì thân thể mình cũng vậy, mà cái tâm mình cũng vậy. Để tâm mình chân thật, ngay thẳng, trung trực thì cái con người chân chính nó có cái đức, nó có cái uy, nó làm cho người ta vừa mến mà con cái mến đó người ta có kính có quý. Còn cái người mà nó nghiêng qua nó nghiêng lại nó nghiêng tới nó nghiêng lui thì cái người đó khó tin, mà nhất là nó không nghiêng mà nó đi vòng vòng vậy nè, thì cái tâm mà nó đi vòng vòng vậy đó nó không bất thiện, nó không tốt đối với những con gì nó đi vậy, đúng không? Ráng chứ nó độc, nó ác, bởi vì nó sai nó tâm thôi. Cho nên là Đức Phật dạy chúng ta, nếu mình có tình yêu thì mình ước sao mình có trí tuệ sáng suốt để không làm thù ác, mình có trí tuệ sáng suốt để mình luôn làm các hạnh lành, và có đủ trí tuệ sáng suốt để mình hành hai cái pháp này ra cho đến khi mình thành tựu hết tất cả các hạnh lành, thì cái điều ước này sẽ mang đến cái hạnh phúc tối thượng cho tất cả chúng ta. Nguyện cầu một ơn Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều sáng suốt để mà hành các hạnh lành, tránh xa các điều ác và hành hai pháp này cho đến khi thành tựu được tất cả các hạnh lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.